Anh em đầu tuần mới tiếp tục xả hàng lông tiếng chính hãng cho anh em lựa chọn nâng cấp dàn máy âm thanh ATC D5000, sản phẩm lông tiếng rất là chất lượng. Trong những ngày vừa qua thì em này đang rất là hot lạ. Bác muốn cải thiện âm thanh bass chép chỉ những cặp loa full lông tiếng nhạc, lông tiếng mic đơn giản hiệu quả hơn, ghép ngay cho em thiết bị lông tiếng này vào dàn máy âm thanh gia đình. Hơn nữa đây là mẫu sản phẩm lông tiếng chính hãng, chúng ta sẽ không phải lo về mua những mẫu sản phẩm hàng lầu trôi trường nữa. Âm thanh hay, chất lượng và có đầy đủ chế độ hành đến từ hãng. Sản phẩm cũng rất là thông minh khi mà được tích hợp đầy đủ tính năng hiện đại cho anh em. Và em này thì rất là bền, không có lỗi máy móc trục trặc, những lỗi nhỏ xảy ra khi người ta sử dụng phiên bản lông tiếng ATC 5000. Để thiết kế giao diện của dòng lông tiếng này, các bác đang thấy thiết kế giao diện vô cùng đẹp mắt, phiên bản phay nhôm. Và hiện tại thì bên cửa hàng em Tùng Audio đang xả mức giá hơn 1 triệu đồng thôi, còn lông tiếng rất chất lượng cho anh em nâng cấp dàn máy âm thanh gia đình. Thiết kế giao diện ở đây các bác đang được nhìn thấy với phiên bản phay nhôm màu đen dễ phối đồ. Các phím chiết áp cho anh em tinh chỉnh âm thanh, phím đầu tiên sẽ là dạy bát, phím tiếp theo là dạy lời, chế độ nhạc phím thứ ba và cuối cùng là dạy chép. 4 phím chiết áp cho anh em tinh chỉnh âm thanh của loa trái này, bát, tiếng, chế độ nhạc, dạy chép. 4 phím chiết áp cho anh em tinh chỉnh âm thanh của loa phải. Như vậy là anh em có thể tự mình tinh chỉnh hai bên loa riêng biệt theo chế độ sở thích nghe nhạc hát karaoke gia đình của anh em. Đấy, chúng ta muốn tăng giảm âm thanh giải đào của loa nào chúng ta vặn cho em ở bên các phím của loa đấy nhé các bác. Nhớ cho em 4 định nghĩa đơn giản để anh em nhận hàng về là sử dụng được ngay: dạy bát, dạy tiếng, chế độ nhạc, chép. Đấy, các bác muốn tăng thừa thiếu, cắt đi, tăng thêm bát, tăng thêm chép, vặn cho em các phím chiết áp ở đây. Ngay lập tức âm thanh trên loa sẽ thay đổi theo cách tinh chỉnh của anh em. Làm ngay chính diện trung tâm sẽ là logo thương hiệu và bên cạnh sẽ là hai phím chiết áp âm lượng tổng rất là lớn, thiết kế đèn led và cái phím này chúng ta xoay được nha các bác. Âm lượng thì nó sẽ đi theo cái đèn led, tức là chúng ta tăng đến đâu thì đèn led sẽ đi theo đến đấy. Để các bác nhớ cho em. Và chúng ta sẽ có thêm rất nhiều chế độ lấy tín hiệu nhạc hiện đại để cấp nhạc, tức là chúng ta sẽ ghép lồng tiếng bên trên để cấp nhạc vào bằng cách là chúng ta ghép đối qua USB, cổng quang, Bluetooth, đường aux trắng đỏ truyền thống. Nhấn cho em nút input, khi chúng ta nhấn cái nút này thì trên các cái đèn nó sẽ chuyển sang cái chế độ lấy tín hiệu của anh em đang lấy kết nối. Đấy. Và khi chúng ta đã kết nối được tín hiệu vào thì mặt màn hình nó sẽ nhảy sang một chế độ đèn led, đèn mưa rất đẹp để anh em thể mang lại cho phòng hát hình một cái hình thức giao diện đẹp mắt và mặt thẩm mỹ. Và ngoài ra thì còn các nút nhỏ nữa rất là quan tâm khi anh em sử dụng những cái sản phẩm lông tiếng cao cấp như này, chúng ta sẽ chỉnh các cái chế độ âm thanh bass chép. Và ngoài ra thì có các nút trợ thêm nhá, chúng ta sẽ có giải chuyển độ tần số 50 sang 100. Đấy. Khi mà đèn đỏ thì tức là đang ở trạng thái lắp vào 100Hz, khi mà đèn tắt thì ở trạng thái 50. Càng giải tần lớn âm thanh bass ra đánh ra càng lực càng khỏe nha các bác. Đấy. Bên này cũng vậy, cứ giải tần chúng ta có thể chuyển bằng cách là nhấn vào hoặc nhạc ra. Và một cái nút rất là quan trọng là em nhắc đi các bạn trên những mẫu sản phẩm lông tiếng em Tùng làm rồi. Vì có những bác là nhận hàng về không may thì ra có chạm tay lúc này để nó mất cái đèn đỏ đi, thì âm thanh nó sẽ ở trạng thái hoạt động ban đầu, tức là chúng ta nghe nó cảm giác như là nó không có gì thay đổi khi ghép nối lông tiếng vào vậy, vì nó chỉ cấp nhạc qua thôi chứ nó không đẩy âm thanh tiếng lên. Khi ra để đèn in bài bát ở trạng thái tắt, tức là âm thanh không được qua lông tiếng, khi chúng ta nhấn vào đèn đỏ thì âm thanh bát check nó sẽ đẩy lên cao theo cách tinh chỉnh của anh em. Đấy, và các phím chiết áp công dụng ngay khi chúng ta nhả đèn ra, thì các phím chiết áp ở đây chúng ta vặn nó vô hiệu hóa, không công dụng gì cả. Nên khi anh em sử dụng lông tiếng hãy nhớ nhấn in bass nhé. Ở đây cũng chính là cái nút để mà anh em phân biệt khi nào qua lưng và không qua lưng đấy. Đấy. Và bây giờ thì của anh em lắp tai nghe vào trải nghiệm âm thanh của dòng lông tiếng ATC 5000. Ở đây thì em sẽ kết nối trực tiếp lấy tín hiệu qua điện thoại di động, kết nối với đài công suất và của anh em trải nghiệm âm thanh chuyên nghiệp đến từ dòng sản phẩm lông tiếng ATC 5000 các nhá. Khi ra kết nối âm thanh nhạc qua lông tiếng, bác sẽ đẩy cái dải âm thanh bằng cách nhấn in bass. Bác thấy âm thanh bass chép trên cặp loa nó khác biệt được không? Khi nghe nhạc thông thường, khi mà qua lông tiếng có sự khác biệt hoàn toàn đúng không ạ? Bass đánh sâu hơn, chắc tiếng hơn và lực hơn, nghe tiếng trống nghe nó rất đã tai đúng không ạ? Khi chúng ta sử dụng lông tiếng,
Và tiếp theo nữa là giải lời chi tiết, âm thanh nó rất là sắc, và thêm nữa giải chép sáng bay tiếng khi bạn nghe nhạc, đặc biệt là với cặp loa túi tiếng chúng ta có thể tăng được giải chép mà không cần phải đi mua thêm chép giờ nữa. Đấy, thêm chế độ nhạc nghe giải âm thanh nghe cái tách nghe rất là sôi động. Lâm tiếng nhạc, lâm tiếng mic, các bác chỉ cần ghép ngay cho em thiết bị lâm tiếng này vào thôi. Lâm tiếng ATC D5000 đang có chương trình giảm giá vô cùng hấp dẫn, giá khuyến mại đặc biệt bên càng em Tùng Audio đang xả là hơn 1 triệu đồng nhé các bác. Anh em đang có nhu cầu cần mua lâm tiếng để cải thiện âm thanh tiếng bass chép trên cặp loa phòng hát gia đình này, lâm tiếng nhạc, lâm tiếng mic đến ngay cả em Tùng Audio Hoàng Dương theo số điện thoại bên dưới màn hình. Và một lần nữa thì em xin kính chúc anh em nhận hàng ưu ý và có cho mình một phòng hát gia đình sôi động và chuyên nghiệp đến từ bộ sản phẩm lâm tiếng chính hãng của ATC. Xin chào các bác.